để khẳng định mình. Thầy chào các em. Hôm trước chúng ta đã học xong cái bài về thuyết tiến hóa tổng hợp và hiện đại. Bài đấy chúng ta đã học về tiến hóa nhỏ, tiến hóa lớn, nguồn biến dị di truyền trong quần thể và các nhân tố tiến hóa. Như vậy là cái bài về tiến hóa nhỏ, tiến hóa lớn, nguồn biến dị di truyền trong quần thể và các nhân tố tiến hóa là đã khái quát lên cái cơ chế tiến hóa. Các nhân tố tiến hóa là những nhân tố làm cho quần thể trở thành loài mới. Thông qua tác động của đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen. Năm nhân tố tiến hóa đấy đã tác động làm cho quần thể được biến đổi về vốn gen và tần số allele để trở thành loài mới. Và sau đấy từ loài mới thành các đơn vị phân loại trên loài. Đó là chi, là họ, là bộ, lớp, ngành, giới, gọi là tiến hóa lớn. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu về loài sinh học và các cái cơ chế cách ly giữa các loài với nhau. Thì các em biết rằng là trong tự nhiên thì sinh vật nó tồn tại đan xen nhau. Đây là một loài chim sẻ. Loài chim sẻ có mấy chục cá thể. Một quần thể gồm mấy chục cá thể đây. Thì loài chim sẻ này nó cũng có những đặc trưng riêng khác biệt với những loài chim khác. Loài chim thì khác loài thú, loài chim thì khác loài ếch nhái. Nhưng trong các loài chim với nhau thì vẫn có những nét đặc trưng riêng về hình dạng cơ thể, về mùa sinh sản, về nơi lầm tổ, về nơi phân bố, về đặc điểm sinh lý và về phương thức săn mồi, nguồn thức ăn. Các loài khác nhau phải có rất nhiều điểm khác nhau. Ví dụ như loài trâu và loài bò. Thì trâu và bò là chúng ta nhìn vào, chúng ta phát hiện được ngay đâu là trâu và đâu là bò. Đúng chưa? Nhìn vào là biết ngay đâu là trâu, đâu là bò. Phát hiện được ngay. Nhưng mà có khi hai loài rất giống nhau. Ví dụ như hai loài hươu, hoặc là hai loài côn trùng, hai loài dế. Hai loài dế thì nhìn mắt thường chúng ta không thể phát hiện được, rất khó. Vậy thì dựa vào đâu mà người ta phân biệt đấy là hai loài? Thì thông thường tiêu chuẩn về sinh sản là tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt hai loài sinh sản hữu tính với nhau. Loài chim sẻ thứ nhất cùng sinh sản hữu tính bằng giao phối, loài chim sẻ thứ hai cùng sinh sản hữu tính bằng giao phối. Hai loài chim sẻ đấy không giao phối với nhau. Còn hình thái có thể có những nét tương đồng, nơi phân bố có thể trùng nhau hoặc giao nhau. Ví dụ như dế, hai loài dế đều phân bố trên cánh đồng, nhưng tiếng kêu của nó không hoàn toàn giống nhau và dẫn tới là chúng không giao phối với nhau. Loài dế này không giao phối với loài dế kia. Cho nên khái niệm loài sinh học đó là một tập hợp toàn bộ các cá thể của loài có những đặc điểm riêng, có những đặc điểm về hình thái sinh lý, có khu phân bố xác định và được cách ly sinh sản với những loài khác. Cái tiêu chuẩn cách ly sinh sản với những loài khác là tiêu chuẩn quan trọng. Đây, loài ngựa vằn, hình thái riêng. Hình thái của loài chim sẻ không giống với hình thái của loài ngựa vằn. Hình thái của loài ngựa vằn không giống với hình thái của loài ngựa hoang, ngựa thồ, ngựa hoang. Chim, đây là chim cánh cụt, có hình thái riêng. Cùng là chim gà nhưng mà chim sẻ thì khác với chim cánh cụt. Như vậy, từ đấy chúng ta rút ra khái niệm loài sinh học là gì? Loài sinh học
là một tập hợp các quần thể. Một loài không phải là một quần thể. Một loài thường là một tập hợp của các quần thể, nhiều quần thể có những đặc trưng, có những đặc trưng về hình thái, các quần thể cùng loài sẽ có hình thái tương tự nhau, hình thái sinh lý, hình thái sinh lý, vùng phân bố, có những đặc trưng về những phần đấy. Và đặc biệt nhất là các cá thể cùng loài thì giao phối với nhau và không giao phối với những loài khác. Giao phối với nhau. Giao phối với nhau là quan trọng nhất. Và cách ly sinh sản với các loài khác. Cách ly sinh sản với các loài khác. Loài này không giao phối với loài khác. Đấy là tiêu chí quan trọng nhất để phân biệt các loài. Cho nên là đặc trưng của loài sinh học là có những đặc trưng về hình thái. Chim cánh cụt thì các cá thể của các quần thể cánh cụt là hình thái tương tự nhau. Các cá thể của chim sẻ ngô thì tương tự nhau, hình thái tương tự nhau. Sinh lý, vùng phân bố là đặc trưng giống nhau. Nhưng mà có thể giao phối với nhau và cách ly sinh sản với các loài khác. Hai loài muỗi có thể có những nét giống nhau về hình thái, tương tự nhau về sinh lý, vùng phân bố trùng nhau, nhưng không thể giao phối với nhau để sinh sản. Đã là hai loài thì đương nhiên phải có cái cách ly sinh sản. Đấy là tiêu chuẩn quan trọng. Và ở đây chúng ta nghiên cứu vấn đề thứ hai là các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài với nhau. Chúng ta nghiên cứu phần thứ hai là các cơ chế cách ly sinh sản giữa các loài với nhau. Đây, các em xem đây là loài lừa đực. Lừa là một cái loài dùng để thô hàng, chở hàng, vận chuyển hàng hóa thời xưa. Ngựa cũng vậy. Người ta cho con lừa đực giao phối với con ngựa cái. Đây là lai giữa hai loài với nhau. Thì giữa chúng vẫn có cái sự lai, vẫn sinh ra con la. Con la này mang một số nét của con lừa, một số nét của con ngựa. Nhưng mà ưu điểm là nó là chở hàng rất là tốt. Người ta gọi là thân lừa ưa nặng. Con lừa này là hàng nặng nó mới đi, còn hàng nhẹ nó không đi. Trên tay gọi là thân lừa ưa nặng, nặng cái nó mới làm việc. Vì nhiệm vụ của nó là thô hàng, nên là nếu mà trên lưng mà ít hàng quá là nó không di chuyển cho. Mà hàng nặng nó mới đi, gọi là thân lừa ưa nặng. Nhưng mà con lừa vẫn chưa bằng con la. Con la này còn thô hàng tốt hơn nữa. Trên người ta cho con lừa được giao phối với con ngựa cái để đẻ ra con la này có khả năng thô hàng tốt hơn. Tuy nhiên một điều đặc biệt là con la này không có khả năng sinh sản, gọi là bất thụ, bất dục bất thụ. Con la này không thể sinh sản ra đời con. Cho nên như vậy là gọi là cách ly sinh sản. Mà cái cách ly này gọi là cách ly ở giai đoạn sau hợp tử. Tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể rồi, nhưng cơ thể đó mất khả năng sinh ra đời tiếp theo, gọi là cách ly. Cho nên nó không hình thành cái dòng dõi giữa hai loài này. Ngựa và lừa không tạo ra dòng dõi, tạo ra một cá thể la này thôi, hết.
không tạo ra dòng dõi. Con đà là cùng loài thì các cá thể đấy có thể sinh ra đời con đời cháu, sinh ra dòng dõi của mình. Còn nếu không kết hợp với nhau để sinh ra đời con đời cháu đời chắt, không tạo ra dòng dõi thì không gọi là cùng loài. Chứ đây gọi là cách ly sau hợp tử. Còn có những trường hợp cách ly trước hợp tử do tập tính giao phối khác nhau. Ví dụ hai loài côn trùng, hai loài côn trùng này có tập tính giao phối khác nhau. Khi có tập tính giao phối khác nhau thì chúng không giao phối với nhau. Có những loài dế thì dựa vào tiếng kêu, có những loài ong thì dựa vào tiếng vo ve của nó phát ra âm thanh, có những loài phát ra mùi thơm, phát ra mùi để hấp dẫn con khác giới. Cho nên là cách ly tập tính đó là do tập tính giao phối khác nhau, và đây gọi là cách ly trước hợp tử, tức là cái tập tính khác nhau cho nên chúng không giao phối với nhau và không sinh, không tạo ra hợp tử. Không tạo được hợp tử gọi là cách ly trước hợp tử. Đây nhá. Cho nên tập tính khác nhau thì không giao phối với nhau. Hoặc là cách ly vì thời gian, cùng là chồn hôi cả, nhưng mà loài chồn hôi sống ở miền đông thì giao phối vào cuối mùa đông. Cuối mùa đông bắt đầu sang đầu mùa xuân thì chúng mới đến mùa giao phối với nhau. Còn loài chồn hôi sống ở miền tây thì giao phối vào cuối mùa hè. Như vậy là cái anh cuối mùa hè này, cuối mùa hè này không giao phối với anh cuối mùa đông, bởi vì hai mùa khác nhau mà. Trong tự nhiên thì động vật sinh sản theo mùa, sinh sản theo mùa. Cho nên là chúng giao phối ở hai mùa khác nhau thì không giao phối với nhau. Cho nên loài chồn này và loài chồn kia bị cách ly nhau bởi thời gian sinh sản. Hoặc là cách ly cơ học do cấu tạo của cơ quan sinh sản không tương đồng. Đây, chim với thú không tương đồng về sinh sản, không tương đồng về cơ quan sinh sản thì chúng không giao phối với nhau. Đúng chưa? Chúng không giao phối với nhau. Ok chưa? Hai loài hoa, loài hoa này có cấu tạo khác với loài hoa này. Hai loài hoa khác nhau thì không giao phối với nhau, không giao phần với nhau. Đấy, gọi là cách ly cơ học, là khác nhau về cơ quan tương đồng, khác nhau về cơ quan sinh sản. Hoặc là sau tử, đây, cừu và dê. Cừu có thể giao phối với dê, tạo ra hợp tử, nhưng hợp tử bị chết. Hợp tử bị chết, hoặc hợp tử phát triển thành cơ thể nhưng cơ thể bị chết, hoặc cơ thể phát triển trưởng thành nhưng không sinh sản được như con la chẳng hạn. Đây, đây là nhái, đây là cóc. Nhái và cóc, tinh trứng của nhái thụ tinh bằng tinh trùng của cóc, hợp tử không phát triển. Đây là hợp tử bị chết đi, không phát triển, không tạo ra dòng dõi. Chứ đây vẫn là hai loài ngựa với lửa như lúc này đầu buổi thầy nói. Như vậy là có hai cơ chế cách ly. Một là cách ly trước hợp tử, tức là không tạo được hợp tử. Cách ly trước hợp tử này chính là những trở ngại, những trở ngại ngăn cản tạo ra hợp tử. Còn cách giao tử là những trở ngại ngăn cản hợp tử phát triển. Hoặc là ngăn cản
con lai sinh sản. Cách tích trữ hợp tử này có các hình thức sau. Thứ nhất là cách ly tập tính. Cái này chỉ có ở động vật. Những loài động vật nào mà có tập tính giao phối phức tạp thì sẽ có cách ly tập tính. Do tập tính giao phối khác nhau nên không giao phối với nhau. Do tập tính giao phối khác nhau. Ví dụ như nhái có tiếng kêu khác với ếch. Cho nên khi mùa mưa đến, ếch và nhái cùng tham gia sinh sản nhưng chúng không giao phối với nhau. Là vì tiếng kêu khác nhau. Tập tính là tiếng kêu đấy. Ve sầu đến mùa hè, ve sầu lên kêu để sinh sản. Nhưng mà chúng loài ve sầu này không giao phối với loài ve sầu khác dựa vào tiếng kêu. Đó là cái tập tính. Thứ hai là cách ly thời gian. Các sinh sản vào các mùa khác nhau. Sinh sản vào hai mùa khác nhau. Sinh sản từ viết tắt. SS là sinh sản vào hai mùa khác nhau. Đây là cách ly thời gian. Rồi cách ly không gian. Cách ly không gian là loài côn trùng thứ nhất sống ở dưới gốc cây, loài côn trùng thứ hai sống ở ngọn cây. Cho nên sống ở hai không gian khác nhau thì nó vẫn cách ly. Hai không gian khác nhau. Và cách ly cơ học. Cách ly cơ học này chính là cơ quan sinh sản không tương đồng, tức là cơ quan sinh sản khác nhau. Cơ quan sinh sản khác nhau. Thì đấy là cách ly cơ học. Đấy, tập tính, thời gian, không gian, cơ học. Rất nhiều kiểu cách ly như vậy. Cho nên là cái việc rằng là với những trở ngại này thì sẽ làm cho các cá thể của loài này không giao phối với các cá thể của loài kia và dẫn tới là không tạo ra hợp tử. Cho nên gọi là cách ly trước hợp tử. Còn cách ly sau hợp tử là đã có thụ tinh. Đã có thụ tinh. Đã tạo ra hợp tử. Nhưng hợp tử không phát triển. Hợp tử không phát triển. Hợp tử không phát triển. Cho nên gọi là cách ly sau hợp tử. Hoặc hợp tử phát triển thành con lai nhưng con lai không đi sản được. Đấy, cho nên là cách ly sau hợp tử này là những trở ngại ngăn cản hợp tử phát triển hoặc ngăn cản con lai sinh sản. Đấy, ví dụ ngựa đực, ngựa cái lai với lừa đực tạo ra con la. Nhưng mà con la này không sinh sản được. Thì đấy là cách ly sau hợp tử. Tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể rồi. Nhưng mà vẫn bị ngăn cản. Do bộ nhiễm sắc thể của ngựa không tương đồng với bộ nhiễm thể của lừa. Ngựa không tương đồng với lừa. Cho nên con la này có bộ nhiễm thể không tương đồng và chúng không giao phối với nhau. Ok chưa? Đấy, bản chất là như vậy. Các em biết rằng là trong tự nhiên thì cái sinh sản theo mùa này là rất phổ biến này.
Bởi vì các em biết rằng là thế giới sinh vật nó thích nghi với môi trường. Mỗi loài sinh vật nó chỉ sinh sản vào cái thời kỳ thuận lợi nhất, điều kiện môi trường thuận lợi nhất, nguồn thức ăn thuận lợi nhất. Cho nên ví dụ như các loài chim sống ở Việt Nam thì thường sinh sản vào mùa thu. Đấy là mùa mà có nguồn thức ăn là quả rất nhiều. Và đấy là cái mùa mà khí hậu hài hòa. Nếu sinh sản vào mùa đông thì vừa thiếu thức ăn, vừa nhiệt độ thấp, dễ bị chết con non dễ bị tử vong khi nhiệt độ thấp xuống. Nếu sinh sản vào mùa hè cùng nắng nóng dễ bị chết. Mà thức ăn về mùa hè thì cây đang ra hoa, tàu quả đang xanh chưa đủ chín để ăn. Cho nên các loài nó phải sinh sản vào cái mùa nào mà phù hợp nhất với cái đặc điểm sống của nó, về nguồn thức ăn, về sức sống của con non có thể vượt qua được khó khăn. Chính vì vậy cho nên là sinh sản theo mùa. Và khi hai loài sinh sản vào hai mùa khác nhau thì đấy là cách ly thời gian, không giao phối với nhau. Còn những loài sống với người, chuột nhà này, mèo nhà này, chó nhà này, trâu bò lợn gà chúng ta nuôi này, gián này, thằn lằn này, vân vân, những loài nào sống với loài người, sống chung trong ngôi nhà của loài người thì có cách ly này không? Là không. Các loài đấy sống sinh sản quanh năm. Chuột sinh sản quanh năm. Vì sao lại như vậy? Vì nó thấy người sinh sản quanh năm này nó không về à? Tại sao loài người lại sinh sản quanh năm mà không sinh sản theo mùa giống như các loài động vật? Vì loài người có một đặc điểm là có nhà để ở, cho nên là ít bị tác động bởi khí hậu. Loài khỉ, loài vượn sống trong tự nhiên, mùa đông sinh sản phải chết, con non phải chết, mẹ dễ bị chết. Nhưng loài người có thể sinh sản mùa đông vì có nhà sưởi ấm che chở. Nguồn thức ăn trong tự nhiên thì khan hiếm, nhưng mà con người thì có thức ăn dự trữ, không bị thiếu thức ăn. Con người trong thời kỳ tiền sử vẫn phân hóa sinh sản vào những lúc thuận lợi nhất. Còn những sinh sản vào thời kỳ khắc nghiệt thì dễ bị tử vong. Nhưng con người ở thời kỳ hiện đại thì do có nhà để ở, không bị ít bị tác động bởi bất thường của thiên tai, và do có thức ăn dự trữ cho nên là không còn sinh sản theo mùa giống như các loài sinh vật trong tự nhiên. Và các loài sống cạnh với người thì nó cũng ở chung trong ngôi nhà chúng ta, nó cũng ít bị tác động bởi khí hậu thiên tai. Và nó có thức ăn của chúng ta, nó ăn, nó lấy thức ăn của người, cho nên dẫn tới là nó cũng có thức ăn dự trữ. Cho nên là thằn lằn chẳng hạn, nó ở trong nhà nó thì sinh sản quanh năm, vân vân. Đấy là cái nội dung hôm nay. Thầy muốn nhấn mạnh các em là cái tiêu chuẩn quan trọng nhất để cách ly sinh sản, đấy là trước hợp tử và sau hợp tử. Và nguyên nhân của trước hợp tử là có bốn cái này, sau hợp tử là cái này. Nhá. Ok chưa? Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.